Cô chào tất cả các em, chúng ta lại gặp nhau trong tiết địa lý ngày hôm nay. Ở tiết học trước, các em đã được tìm hiểu vị trí địa lý giới hạn và đặc điểm tự nhiên của châu Phi không nào? Bây giờ, cô và chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài qua trò chơi rung chuông vàng các em nhé. Cô có câu hỏi số 1. Châu Phi nằm ở... Có 4 câu trả lời. Các em cùng chọn đáp án với cô nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Đáp án B là đáp án chính xác. Châu Phi nằm ở phía Nam châu Âu và phía Tây Nam châu Á. Cô có câu hỏi số 2. Khí hậu châu Phi. Các em quan sát 4 đáp án trên màn hình. Chúng ta chọn đáp án nào? Đáp án đúng là đáp án A. Khí hậu châu Phi nóng và khô bậc nhất thế giới. Vậy, bạn nào nhớ lại cho cô, đây là hình ảnh gì nào? Hình ảnh rất là quen thuộc phải không nào? Đây chính là hoang mạc Sahara, là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới. Qua phần kiểm tra bài cũ thì cô thấy các em nhớ rất là tốt vị trí, địa lý giới hạn và đặc điểm tự nhiên của châu Phi. Vậy thì dân cư và hoạt động kinh tế của châu Phi như thế nào? Cô trò chúng ta cùng nhau qua bài học ngày hôm nay nhé. Bài 24, châu Phi tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu dân cư của châu Phi. Ba nhỏ dân cư. Vào bảng số liệu sau đây, em hãy cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới. Các em cùng quan sát vào bảng số liệu sau. Thật dễ dàng trả lời phải không nào? Châu Phi có số dân 973 triệu người, đứng thứ 2 trên thế giới sau châu Á. Điều này chứng tỏ châu Phi cũng là một lục địa có dân số đông. Đây cũng là một áp lực đối với nền kinh tế của châu Phi. Nhìn vào những hình ảnh này, các em có thể tán cho cô xem dân cư châu Phi thuộc chủng tộc nào? Chúng ta nhìn vào hình ảnh, chúng ta có thể thấy được là đa số dân cư châu Phi là người da đen, phải không nào? Vì phần lớn diện tích châu Phi là các hoang mạc, nên người dân châu Phi chủ yếu sống ở các ven biển và các thung lũng sông. Và các hoang mạc hầu như không có người ở. Vậy thì từ những tìm hiểu trên, chúng ta có kết luận sau. Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen, sống ở vùng ven biển và các thung lũng sông. Các hoang mạc hầu như không có người ở. Cô mời một bạn nhắc lại đặc điểm dân cư châu Phi nào? Các em nhớ ghi nhớ điều này cho kỹ nhé. Vậy thì với đặc điểm dân cư châu Phi như vậy, những hoạt động kinh tế của người dân như thế nào? Chúng ta cùng nhau qua hoạt động kinh tế của người dân châu Phi. Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, chỉ tập trung vào cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu. Và đây chính là đặc điểm khác so với hai châu lục, đó là châu Âu và châu Á. Châu Phi có nền kinh tế chậm phát triển, hầu hết các nước đều tập trung vào cây công nghiệp nhiệt đới và khai thác khoáng sản để xuất khẩu, như là vàng, kim cương, phốt phát, dầu khí. Cô cho các em xem một số hình ảnh sau. Hình ảnh thứ nhất, đó là hình ảnh mỏ vàng. Hình ảnh mỏ vàng, các em có biết không? Quốc gia nào có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới? Đó chính là Cộng hòa Nam Phi. Cộng hòa Dân chủ Congo và Ango lại nổi tiếng về trữ lượng kim cương. Đây là mỏ kim cương. Và tiếp theo là hình ảnh quá trình khai thác phốt phát. Các em biết phốt phát là thành phần không thể thiếu để chế tạo ra phân bón dùng trong nông nghiệp.
Và cuối cùng là hình ảnh khai thác dầu khí. Châu Phi có thế mạnh là trồng cây công nghiệp nhiệt đới, cacao, cà phê, bông lạc để xuất khẩu. Các em biết không, ở châu Phi người ta dùng lạc đà để kéo cày và vỡ đất, còn ở Việt Nam chúng ta dùng trâu hoặc bò hoặc là máy cày. Đây là một số hình ảnh về cây công nghiệp nhiệt đới ở châu Phi, thu hoạch cacao ở Tây Phi, thu hoạch cà phê ở châu Phi, thu hoạch bông ở châu Phi. Vậy thì kinh tế khó khăn, đời sống của người dân còn những khó khăn gì? Vì sao kinh tế của châu Phi chậm phát triển dẫn tới thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều dịch bệnh nguy hiểm? Và nguyên nhân đó chính là nền kinh tế chậm phát triển và người dân ít chú ý việc trồng cây lương thực. Các em nhìn vào hình ảnh này thật đáng thương cho các em nhỏ và tội nghiệp phải không nào? Đây là hình ảnh cuộc sống của những người dân nghèo ở châu Phi. Các em có thể thấy trong những hình này, những bạn nhỏ ở đây có lẽ rằng sẽ không được đến trường giống như các em. Vậy chúng ta được đến trường học tập vui chơi thì các em nhớ học tốt nhé. Qua phần tìm hiểu nền kinh tế của châu Phi, chúng ta có kết luận sau. Hoạt động kinh tế của châu Phi, các nước châu Phi hầu hết tập trung vào khai thác khoáng sản, trồng cây công nghiệp nhiệt đới để xuất khẩu. Từ đó, đời sống người dân châu Phi còn rất nhiều khó khăn, như là thiếu ăn, thiếu mặc, nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Và nền kinh tế châu Phi là châu lục có nền kinh tế chậm phát triển. Và đây chính là những hoạt động kinh tế của châu Phi. Vậy thì châu Phi là một nước có nền kinh tế chậm phát triển. Vậy thì những nước có nền kinh tế phát triển hơn đó là những nước nào? Các em cùng quan sát trên bản đồ nhé. Những nước có nền kinh tế phát triển hơn cả là Cộng hòa Nam Phi, Algeria và Ai Cập. Các em có biết Ai Cập có nền văn minh lâu đời? Hôm nay cô sẽ dẫn các em đi thăm đất nước Ai Cập các em nhé. Chúng ta cùng nhau qua hoạt động tiếp theo. Ai Cập. Các em quan sát vào bản đồ và cho biết vị trí của đất nước Ai Cập như thế nào và Ai Cập có dòng sông nào chảy qua. Chúng ta cùng quan sát nhé. Ai Cập nằm ở Bắc Phi và là cầu nối giữa châu Phi và châu Á. Các em có thể nhìn thấy hình dạng nước Ai Cập trên bản đồ rất giống hình thang vuông. Đây, các em có thể quan sát hình thang vuông. Chúng ta có nhận xét như sau. Ai Cập nằm ở Bắc Phi, là cầu nối giữa châu Phi và châu Á, có kênh đào Suez nổi tiếng và giờ sông Nin chảy qua. Bây giờ cô và các em sẽ cùng nhau đi du lịch tới đất nước Ai Cập. Các em có thích không nào? Chúng ta cùng nhau đến đất nước Ai Cập du lịch nhé. Chào mừng các bạn học sinh khối 5 của trường tiểu học Lê Văn Tám đến với đất nước Ai Cập xinh đẹp và huyền bí. Ai Cập nằm ở Bắc Phi, là cầu nối giữa châu Phi và châu Á. Ở đây có kênh đào Suez dài 193 km, là nối đi tắt để nối liền thế giới Trung Đông và thế giới phương Tây. Và đây chính là niềm tự hào của người dân Ai Cập. Ngoài ra, Ai Cập còn có dòng sông Nin, vừa là nguồn cung cấp nước quan trọng cho đời sống và sản xuất của người dân, vừa bồi đắp nên đồng bằng châu thổ màu mỡ. Và đây cũng là nơi sinh ra nền văn minh sông Nin rực rỡ thời cổ đại. Và ngoài ra,
Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc như là kim tự tháp, tượng nhân sư rất thu hút nhiều khách du lịch. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với các em một số công trình kiến trúc tiêu biểu các em nhé. Đây là hình ảnh kim tự tháp, hình ảnh tượng nhân sư. Đây là hình ảnh kim tự tháp đầu tiên được xây dựng vào thế kỷ 27 trước công nguyên. Đền Motori, đền Lux tượng. Các em biết đây là hình ảnh gì không? Đây chính là thủ đô Cairo của Ai Cập đó các em. Thật là lung linh đẹp phải không nào? Ngày nay thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của Ai Cập là trồng bông, lúa mì và chăn nuôi gà, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Ai Cập. Chuyến bay đến Ai Cập của chúng ta đã hết rồi. Hẹn gặp lại các em vào chuyến bay sau nhé. Sau khi chúng ta kết thúc chuyến du lịch Ai Cập, chúng ta đã rút ra được phần ghi nhớ cũng chính là bài học ngày hôm nay. Dân cư châu Phi chủ yếu là người da đen. Các nước châu Phi chỉ mới tập trung trồng cây công nghiệp nhiệt đới, khai thác khoáng sản để xuất khẩu. Ai Cập nằm ở Bắc Phi, nổi tiếng về các công trình kiến trúc cổ và sản xuất bông. Cô mời một bạn nhắc lại phần ghi nhớ nào. Các em nhớ đọc kỹ và học thuộc phần ghi nhớ này nhé. À, các em có biết không? Chúng ta đã từng nghe câu thơ Trái đất trẻ của bạn trẻ Nam Châu, vàng trắng đen dù xa khác màu, màu hoa nào cũng quý cũng thơm. Câu thơ trên muốn nói với chúng ta rằng mọi người, mọi màu da trên thế giới này. Cô và các em vừa tìm hiểu tiết 2 của bài Châu Phi. Chúng ta đã nắm được đặc điểm dân cư và các hoạt động kinh tế của châu Phi phải không nào? Về nhà, các em xem lại kiến thức bài học ngày hôm nay. Các em học thuộc phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 120 và nhớ xem trước bài 25 châu Mỹ các em nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp các em trong tiết học sau.